Cả đêm qua và cho đến sáng nay, Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên phó tư lệnh quân khu 5, vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi cầm tờ báo trên tay và hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi về cõi Vĩnh Hằng. Ông vẫn biết và đã được dự báo, và chuyện sinh tử là lẽ đời phải trải qua, nhưng ông vẫn không khỏi sững sờ và chưa hết bàng hoàng. Dòng kỷ niệm về những lần gặp mặt Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại tràn về trong dòng tâm tưởng của ông, người lính già từng một thời song pha dưới mưa bom bão đạn của chiến tranh. Cả dân tộc, cả nhân dân, cả lực lượng vũ trang, mà đặc biệt đối với thế hệ chúng tôi là những người con em miền Nam, được trưởng thành từ trong khói lửa. Trong chiến đấu, đặc biệt là mùa xuân, đại thắng mùa xuân 55, khi tôi ở quân đoàn 2, trung đoàn 95 của sư đoàn 35 quân đoàn 2, mà nghe đến là thằng tóc táo bạo và quyết thắng, lời của đại tướng vang lên, điệu của đại tướng vang lên. Từ đó cho đến khi hòa bình lập lại, trên thao trường cũng như đến bây giờ ở thao trường, mà khi tôi về lại thì lúc nào hình ảnh đại tướng cũng bên cạnh chúng tôi. Và không phải ngẫu nhiên khi mà nhắc đến đại tướng Võ Nguyên Giáp, ai nấy đều biết đến cái tên bình dị người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Với quân đội nhân dân Việt Nam, ông thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, sự chuẩn mực, tài cầm quân, nghệ thuật chiến đấu và chiến thắng. Là một người lính thì tôi coi bác Giáp là một người anh cả, là một vị anh cả trong quân đội, một người đi đầu trong quân đội nhân dân Việt Nam. Từ ngày thành lập quân đội cho đến khi đến hôm nay bác qua đời, thì chúng tôi không bao giờ quên mỗi lần mặc bộ quân phục trên vai, là đội đôi mũ ra ngoài đường, là tôi nghĩ đến bác Giáp là một người dẫn dắt anh em tôi lớn lên và trưởng thành, từ đó là chiến thắng được tất cả các cuộc xâm lược của đế quốc. Hồi đó chúng tôi là học viên quân giải phóng ra, thì mới lớp 3, lớp 4 thôi mà vào học. Khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường, chúng tôi đặt xuất sắc. Thì ngoài kỷ niệm sâu sắc đến cuộc đời của tôi, là mang theo bên tôi đến bây giờ vẫn để trên bàn, là hình ảnh của đại tướng. Cũng bởi vì thế mà với những người từng vào sinh ra tử một thời nơi chiến trường Điện Biên Phủ, hay những người sẽ dọc Trường Sơn năm xưa, với các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay và mai sau, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn đó, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng của nhân dân.